Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2019 và xưởng gỗ Gia Gốc rất vinh hạnh hôm nay được đến với nhà cô chú Thanh Lý Thanh và bàn giao bộ sản phẩm bộ bàn ghế Hoàng Gia Louis gỗ mun đuôi công và kệ TV gỗ mun đuôi công, và cô chú đã không quản ngại đường xa đến tận cơ sở mình mua bộ sản phẩm. Và đây là hiện tại là đây là đang que ở nhà thứ hai của cô chú Thanh Lý, và cô chú vừa được biết là cô chú vừa mua ngôi nhà này trị giá là hơn 3 tỷ. Vâng, và bộ sản phẩm này và kệ TV thì bên cơ sở mình bán cho cô chú là với giá là 50 triệu là combo hai sản phẩm, là bộ bàn ghế là 38 triệu, còn kệ TV là 12 triệu. Vâng, đây là chú Thanh. Vâng, chú rất vui tính. Nhìn thấy chú là chỉ thấy cười thôi. Vâng, chú có cảm nhận gì về với xưởng chó của chú? Có tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Vâng, cảm ơn chú. Vâng. Chúc chú và gia đình làm ăn phát đạt và mạnh khỏe. Cảm ơn. Và năm sau là mua thêm một nhà khoảng 3 tỷ này nữa. Vâng chú. Rồi, chú vâng. Chúc gia đình là buôn bán là phát đạt. Vâng chú. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú rất nhiều. Vâng, chó xin giới thiệu qua về sản phẩm để mọi người cũng biết. Vâng, và bộ sản phẩm này thì là bộ Hoàng Gia Louis gỗ mun đuôi công, và đoạn dài là 2m4 và sâu là 60 và cao là 1m25. Vâng, hàng gỗ mun đuôi công rất đẹp. Vâng, nhà cô chú đang sơn nhà, vừa mua bộ sản phẩm và đang sơn nhà. Vâng, rất đẹp đây. Vâng, cô chú đi từ Tam Đảo, và cô chú Thanh Lý Thanh thì là ở thôn ở xã Hợp Châu Tam Đảo Vĩnh Phúc. Vâng, cô chú ở xã Hợp Châu Tam Đảo Vĩnh Phúc ở ngay chợ Hợp Châu. Vâng, khách hàng nào mà ở cạnh chợ Hợp Châu thì hãy đến nhà cô chú tham khảo bộ sản phẩm. Và đây là kệ tivi thì là dài là 2m4 và cao là 89, và kệ lồi dưới, kệ mó đồng tiền. Vâng, combo thì bên cơ sở mình bán giá hợp lý hơn. Vâng, đây là ghế đơn của nó thì ngang là 1m1 và cao là 1m25. Vâng, kiểu dáng cực kỳ là đẹp, rất đẹp. Vâng, bình thường thì mình que ở xưởng thì hôm nay được rất vinh dự được que tại nhà cô chú. Vâng, bộ bàn ghế để kê ở nhà nó đẹp hơn hẳn so với mình kê ở xưởng, đây mọi người thấy. Và kê chiếm diện tích thì khoảng 9 hoặc 10m2. Vâng, đây cô chú đang vừa mua căn nhà và đang sơn lại nhà và đã đi sắm bộ bàn ghế sắm trước. Và bộ sản phẩm Hoàng Gia Louis gỗ mun đuôi công, bàn đun ngăn kéo, bàn thì kích thước là rộng là 75, dài 1m45, rất đẹp. Và bàn đun ngăn kéo ở giữa, yếm thì là đây, bàn đun ngăn kéo ở giữa rất đẹp. Và yếm thì đục hoa là tây. Chân thì chân 12, đây mọi người thấy chân 12 rất đẹp, kiểu dáng rất đẹp, yếm đục hoa là tây, yếm cong cực kỳ đẹp. À không, cháu chưa lắp à? Vâng. Vâng, đây chú. Và đây là địa chỉ cơ sở mình thì ở cạnh cây xăng Cầu Bài ở xã Biên Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Mọi người qua alo cho mình với số điện thoại 0981 57 3333, và khách hàng nào có nhu cầu mà mua bộ sản phẩm như nhà chú Thanh thì hãy liên hệ với mình. Mình bán combo sản phẩm là 50 triệu. Vâng, đây chú. Và cô bác hàng xóm sang tham khảo bộ sản phẩm. Đẹp lắm. Vâng, cảm ơn bác. Vâng, 6 món. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều đã bút chút thời gian theo dõi video của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại. Và chúc gia đình chú Thanh và cô Lý là dồi dào sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Vâng. Vâng chú, vâng, cảm ơn chú một lần nữa. Vâng chú, vâng chú. Chú sức khỏe chú. Vâng, xin chào, mình tên là Thắng.